Công an lên tiếng vụ nữ giáo viên hành hung bé gái giữa đường. Danh tính đối tượng giả mua ô tô rồi cướp ở Hà Nội. Khởi tố thanh niên đâm cảnh sát giao thông ở Đà Nẵng. Xử phạt nữ tài xế dọa cảnh sát giao thông, chồng đang họp tỉnh ủy. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc bé gái sinh năm 2016 bất ngờ bị một nữ giáo viên hành hung giữa đường đến hoảng loạn, gây phẫn nộ dư luận. Sau khi nắm được vụ việc, phía cơ quan công an đã lên tiếng và tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc. Như thông tin đã đưa trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị người phụ nữ hành hung dã man mặc cho bé cầu xin. Sự việc xảy ra ở tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La. Clip cho thấy một bé gái vừa chạy ra khỏi nhà thì bị một người phụ nữ lao ra hành hung, quát tháo. Lúc này, bé gái van xin, cháu xin lỗi bà, nhưng người phụ nữ vẫn lớn tiếng quát mắng và hành hung cháu, khiến bé gái vô cùng hoảng loạn. Sự việc chỉ dừng lại khi những người dân xung quanh ra ngăn cản. Clip đã thu hút sự quan tâm từ người dùng Facebook. Đa số đều bức xúc với hành động dã man của người phụ nữ tác động lên bé gái. Chị HL, sinh năm 1993, là mẹ của cháu bé đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Bé gái sinh năm 2016. Theo chị L, người hành hung con chị là một giáo viên mầm non, hàng xóm của gia đình. Chiều 10 tháng 5, con gái chị đang chạy ra ngoài chơi thì xảy ra sự việc bị hàng xóm hành hung. Sau vụ việc, bé rất hoảng loạn và bị đau. Gia đình đang đưa đi khám tại bệnh viện. Gia đình chị L đã trình báo sự việc tới cơ quan công an. Sau khi vụ việc được thông báo lên chính quyền, ngày 11 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La cho biết, sự việc bé gái bị người phụ nữ hành hung xảy ra tại tiểu khu 3 trên địa bàn. Cơ quan chức năng cho biết, công an cũng đã làm việc với các bên, hiện chưa có kết luận, còn cháu bé không có lỗi gì. Hiện công an sẽ xác minh, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Trong khi đó, lãnh đạo công an thị trấn Ít Ong cho hay, người phụ nữ trong clip là giáo viên của một trường mầm non thuộc địa bàn thị trấn Ít Ong. Lãnh đạo công an thị trấn chia sẻ, chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân sự việc, khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể. Nguyên nhân dẫn tới hành động của người phụ nữ vẫn đang được xác minh. Vậy nhưng theo clip, người này đã khiến cháu bé hoảng loạn ngay trong phút chốc, mặc dù trước đấy vẫn đang vui vẻ gọi bạn. Đoạn clip đã nhận về nhiều phẫn nộ từ dư luận. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị. Vụ việc giả danh mua ô tô sau đó cướp xe tại đền Lừ, Hà Nội vừa qua nhận được sự quan tâm của nhiều người. Sau khi bỏ lại chiếc xe, đối tượng đã lẩn trốn tại hiện trường. Qua điều tra ban đầu, công an đã xác minh được danh tính và tiến hành truy bắt đối tượng. Theo đó, ngày 11 tháng 5, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và đã xác định được danh tính người đàn ông hẹn mua ô tô rồi phóng bỏ chạy khi lái thử tối 10 tháng 5. Đối tượng trong vụ việc là Lường Văn Nam, sinh năm 1992, trú ở xóm Xuân Hòa, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Hiện phía lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết trước đó, qua mạng xã hội, Nam hẹn mua xe của chị T. Vào tối ngày 10 tháng 5, hai bên hẹn gặp để xem xe tại địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Nam yêu cầu được lái thử và trong quá trình này, anh ta phóng qua nhiều con phố, nghi mang xe bỏ trốn. Chiếc xe đi đến khu vực đường ven hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai thì bị nhiều người chặn được xe dừng lại. Chiếc ô tô đã bị nổ lốp, bung cản trước, Nam bỏ trốn ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra làm rõ. Đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng liên quan, tích cực truy bắt đối tượng Lường Văn Nam để xử lý. Cơ quan công an yêu cầu Lường Văn Nam ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên tại Đà Nẵng không đội mũ bảo hiểm, tông xe máy vào cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe. Mới đây, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Theo đó, vào 21 giờ 15 ngày 9 tháng 5, Tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy Honda SH màu trắng, không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên lúc này, người điều khiển xe máy là Vũ Mai Nhật Tạo không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát mà bất ngờ tăng ga quay đầu xe bỏ chạy. Thấy vậy, Thượng sĩ Trịnh Quang Hùng, chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng ra hiệu lệnh dừng xe ngăn lại thì bị Tạo tông xe vào cảnh sát khiến chiến sĩ bị thương nặng.
Sau đó cả Tạo và xe máy đều ngã xuống đường. Tạo tiếp tục dựng xe lên với ý định bỏ chạy nhưng đã bị các thành viên của tổ công tác kịp thời khống chế và đưa về trụ sở công an phường Thạch Thang để làm rõ. Theo công an quận Hải Châu cho biết, hành vi vi phạm giao thông ban đầu của Vũ Mai Nhật Tạo không quá nghiêm trọng, với mức xử phạt không quá nặng. Tuy nhiên vì hành động nông nổi, Tạo đã bị xử lý hình sự. Với hành vi của Tạo, mới đây, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt tạm giam Vũ Mai Nhật Tạo, 21 tuổi, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra. Mặc dù vi phạm giao thông, nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn bất chấp và chống đối lực lượng chức năng, thậm chí tông xe để bỏ trốn, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trong khi tham gia giao thông. Cơ quan chức năng địa phương cần đưa ra các cách giải quyết, xử lý các đối tượng thanh niên tụ tập, lạng lách trên đường, gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Theo đó, để né tránh bị xử phạt khi vi phạm giao thông, nhiều người dân sử dụng nhiều chiêu thức để đánh lừa, dọa nạt cơ quan chức năng. Vừa qua, một nữ tài xế bị công an thành phố Phan Thiết làm việc do đỗ xe nơi có biển báo cấm đỗ. Thay vì chấp hành, người này lại dọa và nói rằng chồng đang họp tỉnh ủy. Với trường hợp này, người phụ nữ đã bị xử phạt với hành vi của mình. Theo clip ghi lại, người phụ nữ này khi bị công an bắt lỗi đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe, đã liên tục ghi hình và đòi đăng hình tổ công tác lên group chủ tịch. Khi công an lập biên bản vi phạm thì chị này gọi tên một tổng biên tập báo địa phương và đòi gọi nhà báo tới đây làm việc luôn. Người phụ nữ này liên tục đòi ghi hình và đăng lên group đường dây nóng chủ tịch. Khi công an yêu cầu gặp tài xế để kiểm tra thủ tục thì người phụ nữ này nói các lực lượng làm việc không bài bản, rất quan liêu. Nhưng khi thấy lực lượng công an kiên quyết, người phụ nữ này phân bua. Bình thường có rất nhiều xe đỗ, đậu, sao công an không bắt mà bắt xe của bà? Sau đó người phụ nữ nói như ra lệnh công an. Canh cho tôi suốt ngày, suốt đêm, một tháng luôn xem có bao nhiêu xe đậu ở đây. Khi bị tổ công tác của công an Phan Thiết truy tài xế thì người phụ nữ lại nói người điều khiển là chồng mình nhưng đang họp tỉnh ủy, chờ anh ấy đến. Và chi tiết chồng họp ở tỉnh ủy được nhắc lại nhiều lần khi làm việc với công an. Sau đó người phụ nữ này bỏ đi vào quán cà phê, sát đó ngồi hơn một tiếng đồng hồ mới ra làm việc với công an. Cuối cùng người này thừa nhận mình là tài xế điều khiển chiếc xe đỗ ở nơi có biển cấm đỗ và đã phải ký vào biên bản vi phạm. Với hành vi của người phụ nữ, ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nữ tài xế tên NTN số tiền 900.000 đồng do vi phạm lỗi đỗ xe ô tô nơi có biển báo cấm đỗ. Đây chính là nữ tài xế xuất hiện trên một clip lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, ghi lại cuộc làm việc kéo dài hơn một giờ đồng hồ giữa nữ tài xế này với tổ cảnh sát trật tự. Sự việc xảy ra trong chiều 10 tháng 5 trên đường Tuyên Quang, thành phố Phan Thiết. Qua xác minh, người phụ nữ nói chồng họp ở tỉnh ủy, dọa cảnh sát trật tự là một người đạt danh hiệu Hoa Khôi trong cuộc thi Hoa Khôi Doanh nhân trí tuệ từng được tổ chức tại Bình Thuận. Việc nữ tài xế này liên tục dọa công an đăng hình ảnh lên group lãnh đạo và chồng đang họp ở tỉnh ủy là hoàn toàn không đúng. Chiều ngày 10 tháng 5, tỉnh ủy Bình Thuận không có cuộc họp nào. Nhiều sự việc người vi phạm giao thông nói rằng mình là con cháu của lãnh đạo để dọa cảnh sát giao thông xảy ra, gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý của cảnh sát giao thông và gây ảnh hưởng đến xã hội. Với các trường hợp này, lực lượng chức năng cần đưa ra những biện pháp xử lý hợp lý để ngăn chặn điều này tiếp tục xảy ra. Người đàn ông bị đâm trọng thương với nhiều nhát dao ở Hà Nội. Tạm đình chỉ nữ giáo viên hành hung bé gái giữa đường. Triệt phá nhóm đối tượng giả nhân viên Shopee gọi điện lừa đảo. Khách nước ngoài tố tài xế taxi chặt chém 500.000 đồng đi 100m. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, tại khu chung cư HH2A Linh Đàm, Hà Nội, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên. Trong khi người dân còn chưa hiểu chuyện gì để vào can ngăn, thì một trong hai người đã bị đối tượng Nguyễn Hoài Sơn dùng dao đâm gục dưới đất trọng thương. Ngày 12 tháng 5, Công an quận Hoàng Mai cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoài Sơn sinh năm 1994 để làm rõ hành vi vô cớ dùng dao tấn công người khác nguy kịch. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 5 tại khu vực chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Được biết, người đàn ông bị đâm trọng thương sau khi ngồi ăn tại quán bún ở khu vực này. Chủ quán bún cho biết
Vào thời gian này có hai người đàn ông đi vào quán ăn, khi đó có một nam thanh niên đã ngồi phía đối diện sau khi hai người đàn ông này ngồi vào bàn. Nam thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông, chủ quán nhớ lại. Người này không ăn, cứ nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, ăn được một đến hai miếng lại tiếp tục nhìn, sau đó thanh niên này đứng dậy thanh toán. Tuy nhiên, sau khi thanh toán xong, người này tiếp tục nhìn thanh niên này, sau đó không ăn nữa mà đứng dậy trả tiền và tiếp tục nhìn hai người đàn ông kia. Sau đó thanh niên này lao tới bất ngờ rút dao, tấn công nhiều nhát vào một người đàn ông. Khi bị tấn công, thanh niên này lao tới thì một người bỏ chạy, người còn lại bị đâm cũng bỏ chạy, nhưng do sàn nhà trơn nên bị ngã, dẫn tới bị đâm nhiều nhát. Chủ quán bún cá cho hay, sau khi đâm xong, thanh niên này đã nhanh chân chạy trốn vào khu vực đông dân cư. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an phường Hoàng Liệt và công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt đưa nạn nhân là anh DXT đi cấp cứu tại bệnh viện và khẩn trương truy bắt hung thủ. Bước đầu xác định anh DXT bị dao đâm nhiều nhát nhưng may mắn qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện, còn hung thủ đã chạy vào tòa nhà HH2B Linh Đàm bị bắt sau đó. Hiện vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ để tìm hiểu động cơ gây án của nghi phạm. Liên quan đến vụ nữ giáo viên mầm non hành hung dã man bé gái sinh năm 2016 giữa đường khiến cháu bé hoảng loạn đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Sau khi lực lượng chức năng đã lên tiếng về vụ việc, mới đây trường mầm non của người phụ nữ đang công tác đã ra quyết định tạm đình chỉ nữ giáo viên để làm rõ vụ việc. Như đã đưa tin, một bé gái đang chạy ngoài đường bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và hành hung. Dù bé bị ngã, nằm trên nền đường, la hét thất thanh và hoảng loạn, nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng lại hành động của mình. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn và đưa cháu bé rời đi. Công an thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 5 tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Sau khi bị hành hung, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để kiểm tra. Hiện sức khỏe cháu bé cơ bản ổn định, đang trong thời gian theo dõi. Cháu bé bị hành hung sinh năm 2016 ở thị trấn Ít Ong cùng ông bà. Người phụ nữ hành hung cháu bé là giáo viên trường mầm non Ít Ong. Công an thị trấn Ít Ong đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, đang phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra của công an huyện Mường La điều tra xác minh vụ việc. Sau khi vụ việc xảy ra, theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường La, trường mầm non Ít Ong đã họp và tạm đình chỉ giáo viên trong vụ việc để điều tra xác minh. Được biết trước đó, giáo viên này vẫn đang công tác và thực hiện nhiệm vụ tại nhà trường, chưa từng có hành vi tác động mạnh học sinh tại nhà trường. Nhà trường chưa từng xử lý giáo viên này về vụ việc gì. Nguyên do vì sao nữ giáo viên lại có hành động đáng phẫn nộ như vậy với bé gái? Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị. Ngày 11 tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee để gọi điện lừa đảo. Nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi trong một ngày để dụ dỗ con mồi sập bẫy mất tiền. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng nắm được thông tin về một tổ chức lừa đảo do đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Dân, sinh năm 1990 cầm đầu. Thủ đoạn của bọn chúng là giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee tri ân khách hàng để gọi điện mời khách hàng kết bạn Zalo và hướng dẫn thực hiện các giao dịch, sau đó lừa để chiếm đoạt tiền. Lực lượng chức năng xác định đối tượng này điều hành hai nhóm lừa đảo, một nhóm tại tỉnh Cao Bằng và một nhóm tại tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 11 tháng 5, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng công an tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết Dân và khám xét khẩn cấp chỗ ở và nhà của đối tượng thuê tại địa chỉ số 366 tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Dân thuê có 12 đối tượng đang kết nối gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi tội phạm. Cơ quan điều tra đã thu giữ 17 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Mở rộng điều tra, Công an Cao Bằng phối hợp với các phòng chức năng thuộc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành bắt giữ thêm 14 đối tượng tại địa chỉ số nhà 19B, ngõ 021, đường Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, đang có hành vi phạm tội như trên.
Qua khám xét khẩn cấp ở Thái Nguyên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 17 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật. Tại cơ quan công an, nhóm lừa đảo khai nhận trung bình một ngày các đối tượng gọi từ 1.500 đến 2.000 cuộc gọi điện thoại cho khách hàng tại nhiều địa bàn tỉnh thành trên cả nước để tiếp cận người dân. Mục đích của nhóm đối tượng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và đã có những người sập bẫy mất tiền. Vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật. Hiện các nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng và điện thoại ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Người dân tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của những cuộc gọi khả nghi và báo ngay cho cơ quan chức năng để tránh bị lừa đảo tiền mất tật mang. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các thông tin khác. Hàng loạt các vụ việc khách du lịch đến Hà Nội tham quan bị chặt chém gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh thủ đô. Mặc dù các trường hợp đều đã bị xử lý vi phạm, nhưng mới đây, hai người khách nước ngoài tiếp tục tố một tài xế taxi chặt chém 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 100 mét từ Trần Nhật Duật đến phố Chợ Gạo. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm nội dung hai vị khách nước ngoài đi từ Sapa, Lào Cai về Hà Nội. Điểm đoàn trả khách ở phố Trần Nhật Duật, quận Hoàng Kiếm. Tại đây, hai du khách tiếp tục đón taxi đi về phố Chợ Gạo. Nội dung bài viết cho hay, khách hỏi taxi về Chợ Gạo, taxi lấy 500.000 đồng. Sau đó, thấy hộ chiếu khách quên trên xe, tài xế quay lại trả đòi thêm 500.000 đồng nữa. Theo lời anh S, kinh doanh tour du lịch ở Hà Nội, người đăng tải bài viết kể lại, vào rạng sáng cùng ngày, hai du khách người Pháp kết thúc chuyến du lịch Sapa. Họ được nhà xe trả tại khu vực đường Trần Nhật Duật. Sau đó, hai du khách bắt một chiếc xe taxi để về phố Chợ Gạo, cách khu vực trên khoảng 100 mét. Anh S cho biết, tài xế taxi lấy 500.000 đồng. Sau đó, khách để quên hộ chiếu trên xe, anh này quay lại đòi thêm 500.000 đồng nữa. Đồng thời, anh cho hay, các du khách chia sẻ họ cảm thấy bị lừa đảo với trải nghiệm tệ. Hai du khách trên sau đó đã viết đơn kiến nghị gửi cơ quan công an. Theo nội dung trong đơn kiến nghị, hai du khách gửi lên cơ quan chức năng rằng khi chúng tôi tới Hà Nội lúc 4 giờ 30 phút sáng, một tài xế đã ép buộc chúng tôi phải đi với anh ta đến địa chỉ 114 Trần Nhật Duật. Anh ta khóa cửa xe sau và đề nghị chúng tôi trả 500.000 đồng mới được xuống xe. Rồi chồng tôi phát hiện quên ví và hộ chiếu trên taxi. Tài xế quay lại trả tài sản và đòi 500.000 đồng. Chúng tôi đã phải trả tiền cho anh ấy để lấy lại ví và hộ chiếu. Tiếp nhận vụ việc ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm cho biết đã nắm được thông tin. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh vụ tài xế taxi có hành vi chặt chém du khách nước ngoài cho quãng đường rất ngắn. Hàng loạt vụ việc du khách đến Hà Nội bị chặt chém trong thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ cho hình ảnh con người nơi đây và bộ mặt của thủ đô yêu dấu. Để ngăn chặn các trường hợp tương tự như thế tái diễn, lực lượng chức năng cần triển khai mạnh mẽ và quyết liệt xử lý những người có hành vi chặt chém, nâng khống giá của du khách. Phẫn nộ, nữ giáo viên hành hung một bé gái giữa đường. Nhân chứng kể lại vụ con trai chém tử vong mẹ ruột và cháu. Bố và con rể đang ngồi tù, mẹ rủ con gái đi buôn ma túy. Phật thủ che biển số xe rồi hành nghề cướp giật. Khán giả thành phố Hồ Chí Minh mong Lật Mặt 7 đạt hơn 500 tỷ vượt phim của Trấn Thành. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị một người phụ nữ hành hung dã man dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người phụ nữ. Qua xác minh, người này hiện đang là giáo viên mầm non. Cụ thể, sáng ngày 11 tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường, bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và hành hung liên tục. Dù bé bị ngã và nằm trên nền đường, nhưng người phụ nữ kia vẫn không ngừng lại hành động dã man của mình. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút dư luận, phần lớn mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động dã man của người này. Ghi nhận vụ việc, công an thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc người phụ nữ hành hung một bé gái trên đường. Qua xác minh, thời điểm xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 5 tại tiểu khu 3 của thị trấn. Lúc này, một bé gái tên C, sinh năm 2016, đang chạy ngoài đường thì bị người phụ nữ tên LTL giữ lại và tác động mạnh. Những tiếng van xin của cháu bé cất lên, sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn. Sau khi sự việc xảy ra,
chị Hà Linh sinh năm 1993 xác nhận cháu bé trong đoạn clip là con của mình sinh năm 2016. Người hành hung là bà LTL, hiện đang là giáo viên của một trường trên địa bàn thị trấn và là hàng xóm của gia đình. Theo chị Linh, chiều tối cháu đang chạy ra chơi cùng bạn thì xảy ra sự việc. Cháu rất hoảng loạn và bị đau, gia đình chuẩn bị đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống, thành phố Sơn La. Kết quả bé gái chỉ bị thương nhẹ ngoài da, tuy nhiên cháu vẫn khóc trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ. Hiện công an thị trấn Ít Ong vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Liên quan đến vụ nam thanh niên nghi tâm thần cầm hung khí chém mẹ ruột và cháu trai trọng thương ở Hải Dương gây xôn xao dư luận. Nhớ lại lúc sự việc xảy ra, nhân chứng chứng kiến không khỏi hãi hùng khi đối tượng gây án quá manh động. Theo đó, vào sáng ngày 11 tháng 5, một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên HGL nghi có biểu hiện tâm thần chém người thân trong gia đình. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, trưa ngày 10 tháng 5, L đã đến nhà anh trai là HGP 46 tuổi ở thị trấn Thắng. Tại đây, nam thanh niên này bất ngờ cầm dao chém mẹ ruột của mình là bà HTT 76 tuổi và cháu của mình là HGVQ, con trai ông P 7 tuổi. Kể lại giây phút hãi hùng khi sự việc xảy ra, anh T sinh năm 1991, nhân chứng chứng kiến sự việc đã cho biết: khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 5, tôi đang ở trong nhà thì thấy chị hàng xóm dắt theo cháu bé chạy sang kêu cứu. Tôi liền bảo chị và cháu vào trong nhà nấp. Ngó ra thì thấy L đuổi theo bắt hàng xóm. Thấy vậy, tôi liền đóng cửa rồi chạy vào cầm gậy ra khống chế L. Anh T chia sẻ, khi cầm gậy ra, tôi thấy bà T chạy ra ngoài cửa, trên người đầy máu, hô hoán kêu cứu. Tôi liền dùng gậy để dọa và đuổi L ra chỗ khác, xem bên trong còn ai không. Lúc sau, thấy cháu Quy chạy ra trên tay đầy máu. Tôi liền bảo cháu chạy sang bắt hàng xóm. Cũng theo anh T, sau khi thấy trong nhà không còn ai, người đàn ông này dùng gậy dọa và đuổi L vào nhà rồi chốt cửa lại, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ và trình báo sự việc lên cơ quan công an. Ông D sinh năm 1963, một nhân chứng khác chứng kiến và tham gia khống chế L cho biết: tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu, chạy ra thì thấy L đang cầm dao, tôi liền chạy vào nhà cầm gậy ra để phòng vệ, ngăn cản không cho L tấn công người khác. Theo đó, khi thấy người đàn ông này cầm gậy, L liền lao tới dùng dao chém nhưng bị ông D dùng gậy chặn lại. Nhân chứng cho hay, tôi lùi vào nhà thì thấy cháu Quy và bà T bị thương nên đã nhờ một người hàng xóm cùng đưa hai bà cháu lên bệnh viện băng bó cấp cứu. Cũng theo một số người dân xung quanh cho biết, trước đây từng thấy L đi ngoài đường, miệng cứ lẩm nhẩm một mình, đầu óc không ổn định. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý và đã nhanh chóng khống chế L. Công an huyện Hiệp Hòa đã bàn giao L cùng tang vật, tài liệu liên quan cho phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua, phiên tòa xét xử hai mẹ con rủ nhau đi buôn ma túy ở Nghệ An được diễn ra. Thay vì sống một cuộc sống trong sạch, người mẹ đã rủ con gái đi buôn ma túy để kiếm lời. Trong khi đó, chồng và con rể cũng đang hưởng án tù cũng vì ma túy. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lô Thị Tuyết, 60 tuổi, Vi Thị Nhung, 31 tuổi, con gái Tuyết và Nguyễn Thị Hiền, 44 tuổi, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước khoảng đầu tháng 8 năm 2023, Hiền gọi điện cho Tuyết đặt hàng mua 2 bánh heroin giá 80 triệu đồng một bánh, thanh toán sau khi bán được hàng. Tuyết tìm và mua nợ của một người đàn ông người Mông không xác định được danh tính cụ thể 2 bánh heroin giá 120 triệu đồng. Số ma túy này Tuyết giao cho con gái cất giấu. Thời gian này chồng của Nhung cũng đang ngồi tù vì liên quan đến ma túy. Vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, Tuyết gọi điện cho Hiền, nhắn lên huyện Kỳ Sơn, Nghệ An liên lạc với Nhung để nhận ma túy. Đúng hẹn, Hiền gặp Nhung lấy 2 bánh heroin. Tối cùng ngày, Hiền bị công an bắt giữ cùng số ma túy trên khi đang lưu thông trên đường. Từ lời khai của Hiền, công an bắt giữ Tuyết và con gái. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bà Tuyết trình bày do hám lợi nên mua nợ ma túy bán kiếm lời mà không lường trước được hậu quả. Bị cáo ân hận khi kéo cả con gái vào tù. Bị cáo Nhung và Hiền cũng nói nhận thức hạn chế nên vi phạm pháp luật, mong được tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.
bị cáo Nguyễn Thị Hiền khai ma túy trên được một người đàn ông không quen biết đặt hàng giá 120 triệu đồng. Nếu vụ mua bán trót lọt, Hiền sẽ lãi 40 triệu đồng một bánh. Do hám lợi, bị cáo đã phạm tội mà không lường trước hậu quả. Bị cáo Nhung cũng bày tỏ sự ân hận khi tham gia phi vụ mua bán trái phép chất ma túy này. Chồng của Nhung cũng bị tuyên phạt 5 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy. Hiện mới thi hành án được 1 năm. Sau khi chồng đi tù, Nhung bị bắt, đứa con nhỏ phải gửi bố mẹ chồng nuôi. Mới đây, bố đẻ của Nhung, tức chồng của bị cáo Tuyết cũng bị bắt giữ do cầm đầu một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Cả ba bị cáo đều mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình xã hội. Cuối phiên tòa, sau khi nghe các bị cáo khai nhận và bằng chứng trong vụ việc, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lô Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hiền, mỗi bị cáo 20 năm tù. Bị cáo Vi Thị Nhung bị tuyên phạt 18 năm tù. Chỉ vì hám lợi, ba đối tượng đã bất chấp pháp luật đi buôn bán ma túy để rồi nhận về cái kết cay đắng. Đứng trước mọi cám dỗ, mỗi cá nhân cần nên tỉnh táo, tuyệt đối không nghe theo những lời dụ dỗ của cái xấu mà tiếp tay cho chúng. Vừa qua, một đối tượng trên đường đang đi phượt ở Ninh Thuận, Nguyễn Thành Trung dùng băng keo che biển số xe áp sát hai bé gái rồi dở thói côn đồ giật túi xách lẫn trốn vào Đồng Nai. Tưởng rằng qua mắt được cơ quan chức năng, vậy nhưng đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo điều tra, Trung đi phượt bằng xe máy tới Ninh Thuận. Tối ngày 30 tháng 4 khi chạy trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Trung thấy hai bé gái cùng đi xe máy điện có mang theo túi xách. Sau khi xác định được đối tượng có thể cướp, kẻ này đã lấy băng keo dán biển số xe, áp sát, giật túi xách của các bé rồi tẩu thoát. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng để truy tìm đối tượng cướp giật. Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra Nguyễn Thành Trung lẫn trốn tại Đồng Nai. Bước đầu, nghi can khai trên đường đi phượt, hết tiền nên cướp túi xách, thấy bên trong có hai điện thoại nên đã bán để lấy tiền tiêu xài. Được biết theo hồ sơ, Trung có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai tội trộm cắp tài sản. Ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, quê Đồng Nai, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tình trạng cướp giật của kẻ xấu ngày càng tinh vi và manh động. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không mang những đồ giá trị lớn ra ngoài đường và bảo đảm an toàn cho tài sản của mình. Chiều 11 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 6 giờ cùng ngày tại km 67 540 quốc lộ 6 thuộc tổ dân phố Chu, phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình. Lúc này, xe ô tô biển số 28C07117 do anh Màu Trung Hát, sinh năm 1990, trú tại xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình điều khiển đi hướng Hà Nội Sơn La. Đến vị trí trên đã không chú ý quan sát và tông trực diện vào bà Đinh Thị Thu Hát, sinh năm 1972, trú tại phường Trung Minh, đang đi bộ phía trước cùng chiều. Hậu quả, bà Đinh Thị Thu Hát gãy xương mũi, cằm, gò má trái. Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La, PC03, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương, sinh năm 1991, trú tại tổ 2, phường Trường Cơi, thành phố Sơn La, nguyên nhân viên ngân hàng trên địa bàn thành phố Sơn La về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 3 tháng 5 năm 2023, thời điểm Lò Minh Phương còn là nhân viên ngân hàng, thông qua mối quan hệ quen biết trong các lần hướng dẫn khách hàng, Phương đã có hành vi sử dụng phương tiện điện tử thông qua mạng viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của ông HVC, trú tại bản Mé, phường Trường Cơi, thành phố Sơn La. Sau đó, sử dụng quyền quản trị của chủ tài khoản để chuyển số tiền tiết kiệm online của ông C sang tài khoản cá nhân của Lò Minh Phương để chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng. Phương đã thực hiện hành vi 2 lần mà ông HVC không hề biết. Quá trình điều tra xác định, Phương đã sử dụng thủ đoạn này đối với nhiều khách hàng. Lặng lẽ rời khỏi nhà từ 5 giờ sáng, đi xuống chợ thăm hỏi bà con, bạn bè, cùng nhau tâm tình, hát cho nhau nghe những làn điệu quê hương và mua sắm các vật dụng cần thiết. Đó là cách mà nhiều gia đình dân tộc Dao Thanh Phán tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu ngày hội kiên gió. Chợ Đồng Văn, huyện Bình Liêu là điểm hẹn đầu tiên mà người Dao Thanh Phán tìm đến để gặp nhau, không khí buôn bán trong chợ rất nhộn nhịp tấp nập. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn tổ chức khai mạc ngày hội kiêng gió với các tiết mục văn nghệ đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc như hát bà dung, trích đoạn đám cưới, lễ cấp sắc của người Dao.
ngày hội cũng diễn ra cuộc thi văn nghệ, sao phở, trình diễn theo họa tiết trang phục dân tộc. Đây cũng là một trong những cái hội mà nó sẽ giúp cho đồng bào dân tộc có cơ hội, tức là mọi người sẽ được gặp gỡ nhau, được quây quần bên nhau, cũng sẽ có một cái ngày giống như là không phải nghĩ đến công việc, không phải nghĩ đến những cái mệt mỏi của cuộc sống, và thoải mái để ở bên gia đình cũng như là những người thân yêu của mình. Bạn Nguyễn Thu Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội, thời gian tới có nhu cầu thi bằng lái xe máy A1. Tuy nhiên khi nghe thông tin đề xuất giấy phép lái xe hạng A1 chỉ được điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 125cm3 thay vì từ 50cm3 đến dưới 175cm3 như quy định hiện hành, khiến bạn không khỏi lo lắng vì điều này sẽ mang đến cho bạn nhiều bất cập. Em thấy việc đấy cũng khá khó khăn ấy, tại vì với em thì em chưa có thi bằng lái xe ấy. Và em dự định thì chắc là trong năm tới thì em cũng sẽ thi ấy. Em thấy việc đấy cũng khá khó khăn, nhưng mà quy định như thế thì mình chỉ được giới hạn những cái xe mình chạy thôi, em thấy nó khá bất cập ạ. Rất là tốn kém đó, cái chi phí ạ. Tại vì khi mà mình bỏ tiền ra mình chỉ thi một bằng thôi thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức đi học cũng như là những cái khoản tiền bằng mình phải bỏ ra để thi cái bằng đấy. Thì nói chung là nó cũng hơi bất cập tí thôi. Thì đây cái xe ví dụ lái xe 175 thì lại phải đi thi lại bằng thì nó khó khăn với bất tiện. Hơi mất thời gian công sức cho mọi người đi làm lại thi lại bằng. Trước vấn đề trên, giáo sư tiến sĩ Từ Sĩ Sùa, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng những sự thay đổi cần có căn cứ khoa học và đúc kết thực tiễn chính xác để ít ảnh hưởng đến người dân nhất. Cái thứ nhất ấy là phải học xem kinh nghiệm của thế giới phân loại như nào, là nhóm lại từ cái khoảng nào đến khoảng nào đấy thì là thành một nhóm. Chứ còn bắt người ta học lại thôi, được. Nếu mà có chẳng hạn thì cùng lắm là bổ túc chứ không phải làm lại từ đâu. Mất công, mất của, mất thời gian như người ta. Giả sử nữa, về mặt thực hành chẳng hạn là thiếu một cái mục này thì bây giờ cần phải bổ túc cho người ta thêm một mục này. Chứ không phải là bây giờ người ta đã có bằng cấp 2 thì bây giờ là quay lại là bằng cấp 1 không được, làm phiền hà cho người sử dụng. Góp ý về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất người điều khiển xe mô tô có 3 hạng giấy phép lái xe bao gồm: hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW. Hạng A cấp cho người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Thực tế cho thấy không ít sinh viên sau khi tốt nghiệp lại loay hoay trên con đường lập thân lập nghiệp vì không tìm được công việc phù hợp. Điều này phần lớn xuất phát từ nguyên nhân lựa chọn ngành học từ đầu chưa phù hợp, chưa xác định rõ giá trị của bản thân. Vì thế, thí sinh khi chọn ngành nghề theo học cần hiểu mình và hiểu nghề. Khi mà đăng ký vào một ngành nào đó thì bản thân mình cũng đã có những cái sự tìm hiểu nhất định về chuyên ngành đó, có cơ hội việc làm cũng như là chương trình học và định hướng của chuyên ngành như thế nào. Không nên chọn theo những cái ngành mà mọi người đang đổ xô vào theo phong trào, trào lưu. Các bạn ý nên dựa vào định hướng của bản thân một phần và sở thích đam mê, và một phần nào nữa cũng nên xét theo kiểu xu hướng các công việc hiện tại nữa. Còn phải chú ý về yếu tố về các điều kiện về gia đình, tài chính và các yếu tố về liên quan đến trường học và ngành học nữa. Theo các chuyên gia tuyển sinh, trong bối cảnh có nhiều ngành nghề như hiện nay, không phải cứ ngành hot thì cơ hội việc làm sẽ cao hơn các ngành khác. Do đó, thí sinh cần xác định rõ mục tiêu, lựa chọn ngành phù hợp với sở thích, thế mạnh và nhu cầu nhân lực của xã hội. Các bạn trẻ bây giờ thì hay có cái xu hướng là chọn theo các ngành hot và các trường hot. Tuy nhiên, thì để mà chọn đúng ngành, đúng nghề thì nó phụ thuộc cái đầu tiên là bản thân, cái năng lực bản thân, cái thế mạnh bản thân của các bạn thí sinh.
Cái thứ hai là cái điều kiện kinh tế gia đình rồi của các bạn ấy. Thứ ba nó là cái xu hướng phát triển của xã hội. Do vậy cho nên là không phải là cứ ngành hot là chúng ta thấy là chúng ta phù hợp chúng ta vào. Nếu như nó không phù hợp với cái đặc điểm, cái thế mạnh của bản thân chúng ta thì các bạn hãy cân nhắc kỹ những cái điều kiện để mà mình có thể lựa chọn được cái ngành nghề phù hợp cho bản thân mình. Dù chọn học theo ngành nghề, bậc học nào, người học cũng cần có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, đảm bảo tiếp thu đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng, sẵn sàng đáp ứng tốt mọi yêu cầu của công việc trong tương lai. Để đảm bảo dinh dưỡng cho công nhân lao động, giúp mọi người sản xuất đạt hiệu quả, các doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao giá trị bữa ăn ca. Theo đó, cán bộ công đoàn cơ sở là cầu nối quan trọng trong việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công nhân về bữa ăn ca cũng như nhiều vấn đề khác để kịp thời đề xuất với lãnh đạo công ty. Em thấy ăn cơm ở công ty nó an toàn hơn là mình mua ở bên ngoài, rất nhiều, hợp vệ sinh, ngon, dinh dưỡng, đầy đủ calo trong ngày. Món ăn thay đổi hàng ngày luôn. Như một khẩu phần ăn là có món mặn, món canh, món xào, món chiên. Công ty mà chăm sóc đầy đủ thức ăn cho mình á, là em rất là hăng hái làm việc. Cán bộ công đoàn rất là quan tâm và lắng nghe gì mình góp ý. Vô làm luôn phải khỏi đi ra ngoài ăn, xong mình đi vô thì nó mất thời gian, còn phải tranh thủ nghỉ ngơi được một xíu. Thấy ở trong này thì làm ăn an toàn thực phẩm hơn, thực đơn thì phong phú, thay đổi hàng ngày. Tôi thấy ăn như vậy là đủ chất dinh dưỡng cho tôi làm việc trong một ngày. Công đoàn thì cũng có quan tâm. Mình có ý kiến gì thì công đoàn cũng có tiếp thu gì mà để thay đổi. Trước đây giá nó từ 15 đến 18 ngàn cho mỗi khẩu phần ăn. Từ năm 2022 trở về đây thì do cái giá cả thị trường nó tăng, rồi là nhằm nâng cao cái chất lượng của bữa ăn nên công đoàn và kết hợp với ban lãnh đạo đã tăng lên dao động từ 20 đến 25 ngàn một khẩu phần ăn. Thì thường thường công nhân là có những cái khúc mắc gì thì gặp cán bộ công đoàn thì cán bộ công đoàn sẽ ghi nhận lại và có thể kết hợp cùng ban lãnh đạo để giải quyết. Từ đó để tạo cái mối quan hệ hài hòa giữa cái người sản xuất và ban lãnh đạo. Theo bà Trần Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hầu Tân, ngoài đảm bảo bữa ăn ca đầy đủ dinh dưỡng, công ty còn nhiều chính sách khác chăm lo cho công nhân lao động như thường xuyên thăm hỏi đoàn viên, công nhân ốm đau, bệnh tật, bị tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trung thu tặng quà cho con công nhân có thành tích tốt trong học tập. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tuần tới của Báo Lao Động. Thưa quý vị, tuần tới do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới ngày thứ hai, tức ngày 13 tháng 5, thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày 15 đến ngày 16 tháng 5, khu vực này tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần vào các ngày cuối tuần, mỗi ngày tăng từ 1 đến 2 độ C. Thời tiết chủ đạo là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất duy trì ở mức từ 32 đến 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 26 đến 27 độ C. Dự báo tuần tới khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 13 đến 14 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, ngày và đêm 15 tháng 5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Thưa quý vị, khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu tuần có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C. Từ chiều tối ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong mưa dông có thể đi kèm với các hiện tượng như là lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giảm dần về cuối tuần với mức nhiệt cao nhất duy trì ở mức từ 32 đến 34 độ C. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Bản tin, mời quý vị cùng đến với thông tin về thời tiết biển. Tuần tới khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa được dự báo có sóng cao từ 1 đến 2 mét.
Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, được dự báo có sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển động nhẹ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần tới khu vực Tây Nguyên từ chiều tối ngày 15 đến ngày 21 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối, và trong mưa dông có thể đi kèm với các hiện tượng như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mặc dù đã công chiếu tại rạp khoảng 2 tuần nay, thế nhưng hiện tại Lật Mặt 7 một điều ước của Lý Hải vẫn gây sốt phòng vé, thu hút nhiều người ra rạp thưởng thức, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Dạ thì mình đi xem bộ phim này thì theo mạng truyền thông là có diễn viên Lý Hải, tại vì cái series Lật Mặt này là cũng là 7 phần nên nó rất là nổi tiếng. Nếu mà nói về bộ phim này thì mình thấy người mẹ là điều mà mình thôi thúc nhất. Cái bộ phim này nói về những người con khi nào đã trưởng thành mà đã lập nghiệp rồi là sẽ không có thời gian cho ba mẹ. Thì mình thấy nếu mà điều để lại thì hãy phân bổ thời gian công việc để lo cho bố mẹ nhiều hơn. Thì mình khi bộ phim này rời rạp thì mức thì cũng cỡ 450 tỷ thôi. Mình nghĩ nó hot là tại vì một phần là tại đạo diễn nữa. Đạo diễn Lý Hải thì nổi tiếng, với lại nội dung về gia đình thì nó sẽ thường kiểu là thôi thúc mình, kiểu mình khám phá nhiều hơn á. Nghĩa là chắc chắn là Lật Mặt 7 sẽ vượt phim Mai luôn. Rời rạp thì Lật Mặt 7 sẽ đạt được khoảng 500 tỷ. Theo Box Office Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu phim Lật Mặt 7 của Lý Hải đã đạt hơn 336 tỷ đồng, chính thức phá vỡ kỷ lục của bộ phim Lật Mặt 6, trở thành phần phim có doanh thu cao nhất của series, đồng thời trở thành phim Việt có doanh thu chiếu rạp đứng thứ tư mọi thời đại sau phim Mai, Nhà Bà Nữ và Bố Già của Trấn Thành. Lấy cảm hứng từ di sản văn hóa truyền thống của nước Đại Việt vào thế kỷ 10, kể từ khi đưa vào khai thác từ năm 2022, phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch ghé thăm khi tới mảnh đất Ninh Bình. Cứ chiều chiều là bọn cô là đi tập thể dục, đi bộ vòng quanh phố cổ rồi lại đi về. Mà lúc nào thì cũng thấy đẹp, lúc nào chỉ thích lên để ngắm cảnh. Và cô rất là tự hào mình là có cái phố cổ. Nhất một cái là đến đây là được tham quan du lịch, được ngắm cảnh, được chiêm ngưỡng này, nhưng mà lại không phải mất vé. Đấy, cho nên là các cô rất thích và vui lắm, và khách các nơi đến rất đông. Cảm giác như con người đến đây luôn luôn được có một cái tâm thái rằng là nhẹ nhõm và như là được đi chữa lành tâm hồn vậy. Nhất là khi mà đến tất cả các cái cung đường ấy là đều là có những cái bóng cây của Bồ Đề. Nói chung là một cái cảm giác rất là nhẹ nhõm và thoải mái của tâm hồn luôn. Rất là ấn tượng với mọi thứ ở quanh đây, nó vẫn còn giữ nguyên nét văn hóa lịch sử lúc xưa. Hội An là nãy mình đi rồi chứ, mình thấy cũng có nhiều nét giống luôn á. Tại vì Hội An cũng có đường dọc như này quanh bờ sông, rồi ngôi nhà cổ cổ, nói chung là nó đều giữ lại nét cổ, nó không có xây mới, không có sửa. Phố cổ Hoa Lư lúc nào cũng tấp nập dấu chân du khách. Từ đây có thể kết nối với các địa điểm tham quan du lịch trên địa bàn Ninh Bình như chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc Bích Động. Thưa quý vị và các bạn, bánh mía là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng và đặc biệt ngon hơn khi ăn bánh vừa mới ra lò. Tại ngày hội bánh dân gian Nam Bộ Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024, nhiều du khách đến đây vô cùng thích thú khi vừa được thưởng thức bánh mía nóng hổi vừa mới ra lò, vừa tận mắt xem quy trình làm ra chiếc bánh độc đáo này. Ở đây thì ví dụ như mình thấy làm công đoạn thì nó cũng nhiều công đoạn, nhưng mà nói chung ra ăn vị thì mình thích hơn. Nguội cũng ngon nữa, nhưng mà cái vị nó khác nhau. Là nó nóng thì nó là vừa ta lấy vừa ăn vừa thổi đó. Anh Quỳnh Thanh Tú, cơ sở sản xuất bánh mía Mỹ Anh cho biết, giờ bánh mía làm bằng bột mì, nhưng thường là đậu xanh, sầu riêng, khoai môn và trứng muối. Để làm ra một chiếc bánh phải trải qua hơn 10 công đoạn, trong đó khâu cán bột để làm vỏ bánh là quan trọng nhất. Cán càng nhiều thì vỏ bánh khi chín sẽ được nhiều lớp. Bánh mía có cấu trúc nhiều lớp da mỏng xếp chồng lên nhau, nên còn có tên gọi khác là bánh lột da. Cái ngon hay ngon là ăn thua cái người thợ bên cạnh đồ làm. Thứ nhất cái sự khéo tay, thứ nhì đó là cái phẩm của mình ăn thua, mỗi lò có một cái bí quyết riêng. Cái này cái nghề truyền thống của mình ở đây, nào bây giờ mình cũng cảm thấy mình hãnh diện được ra đây trải nghiệm là mình hãnh diện. Nghề làm bánh mía ở Sóc Trăng có gần 100 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trên địa bàn có khoảng 30 lò bánh. Năm 2020, nghề làm bánh mía truyền thống được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết từ nay đến tháng 7 năm 2024.
hoạt động của ENSO. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ, El Nino đang suy yếu. Tháng 5 đến tháng 6, El Nino tiếp tục suy yếu, khả năng chuyển sang trạng thái trung tính, xác suất trên 70%. Tháng 7 đến tháng 8, chuyển dần sang pha La Nina, xác suất khoảng 60%. Nhiệt độ. Từ nay đến tháng 7 năm 2024, nhiệt độ cao hơn giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ trên hầu khắp cả nước. Lượng mưa. Từ nay đến tháng 7 năm 2024, khu vực Bắc Bộ, tổng lượng mưa có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa có khả năng thấp hơn hoặc xấp xỉ trung bình nhiều năm. Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khả năng bắt đầu muộn hơn hoặc xấp xỉ trung bình. Bão và áp thấp nhiệt đới. Thống kê trung bình từ tháng 5 đến tháng 7, thời kỳ từ năm 1991 đến năm 2020, có khoảng 3 đến 4 bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Từ nay đến tháng 7 năm 2024, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tháng 5 đến tháng 6, ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Từ tháng 7 năm 2024, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ nhiều hơn năm 2023. Số lượng xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, tập trung vào nửa cuối mùa bão. Khu vực miền Trung, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng. Trên cả nước, nắng nóng xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng sẽ xuất hiện nhiều kỷ lục cao về nhiệt độ trong mùa hè năm nay. Điều kiện khô hạn, khu vực Bắc Trung Bộ, khả năng xảy ra tình trạng thiếu hụt nước từ tháng 5 đến tháng 7. Khu vực Nam Trung Bộ, tình trạng hạn hán vẫn tiếp tục và có khả năng kéo dài đến tháng 7. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng khô hạn vẫn tiếp tục và kéo dài đến giữa tháng 5. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!